cả máy móc thiết bị đều hiện đại hết nha mọi người. Đây, hàng mình mới lấy về rất nhiều và hiện tại mình cũng đang làm luôn. Nhưng mà mình có việc đột xuất nên phải về Bắc. Vì bố mẹ mình vào bắt mình về, gia đình mình có chuyện đó. Cho nên là mình mới phải xay. Tất cả đang còn mới hết nha mọi người. Mình mới khai trương mở làm được gần 5 tháng. Đây. Máy lạnh tất cả mọi thứ đầy đủ, phòng vô khuẩn và kính vô khuẩn và đèn vô khuẩn 750 luôn. Đây, kệ máy móc có tất cả hết, bạn nào vô vào là chỉ có làm luôn thôi, không phải chuẩn bị gì cả. Đây. Tủ đồ đựng đồ thoải mái, ở ngăn dưới thì đựng máy móc rất là nhiều, rộng rãi luôn. Đây, máy lạnh nữa. Nhìn không gian rất là đẹp luôn nha mọi người. Tất cả mình đều trang trí kiểu đẹp nhất bây giờ luôn. Đường rất là rộng luôn. Đây. Đường rất là rộng luôn. Trong chỗ khu Cityland biệt thự liền kề đây ạ. Trong đây rất là nhiều thẩm mỹ và spa luôn. Đây, đường nhà rất rộng, hai ô tô đi được nha.